reset cho các thiết bị trên bên hoạt động ở cùng một thời điểm đó là cái tín hiệu di reset hệ thống à, thì cái tín hiệu này với rằng laptop có đua à, với rằng laptop có đua và kể cả rằng laptop y các bạn hoàn toàn có thể dùng các test của main PC các bạn test được à, nó sập cái đèn reset xuống thì tương đương với điều kiện là các bạn thỏa mãn à, 8 đến 90 phần trăm của vấn đề là đã có tín hiệu reset ở trên bên laptop nó khác PC một điểm đó là ở laptop không có cái chân reset nóng có nghĩa là ở PC các bạn có cái phím reset Các bạn kích vào đó thì main của bạn sẽ reset lại Còn laptop thì các bạn chưa lên hình Thì các bạn không thể Chưa lên hình thì các bạn không thể control ăn đen được thì Lúc đó nó đang lỗi thì các bạn không thể test được Cái tín hiệu reset này Vì vậy chúng ta có Như cái cách sau để các bạn phát hiện Đó là cái tín hiệu reset ở trên bên laptop Có hay chưa Cách thứ nhất đó là các bạn thử Bằng cái cạc test laptop Nếu thấy cái đèn reset sáng và tắt Thì thì các bạn khẳng định được nó có trạng thái khoảng 8 90 phần trăm cách thứ hai đó là các bạn đo ở chân số 22 của cái wi wifi các bạn nhìn này các bạn đo ở chân số 22 của cái wi wifi khi mất tín hiệu reset ví dụ như này à, khi các bạn có xung cửa thì đồng hồ rằng treo trạng thái là 0.4 mình lấy ví dụ trên một bên còn trên mỗi bên thì nó ăn mỗi bên một kiểu có tín hiệu reset thì đồng hồ rằng sẽ lên khoảng hơn 0.5 có nghĩa là người nào làm nhiều một ramen thì hoàn toàn nhận định được nó là đang nối cái tín hiệu nào. À, cách thứ hai để chúng ta kiểm tra được cái tín hiệu reset của chúng ta có hay chưa? Đó là chúng ta đo điện áp vào chân số 22 của cái cạc Wi-Fi. À, là, nếu xung reset có ở trạng thái 80% thì chân số 22 của cái cạc Wi-Fi này sẽ có điện áp là 33 ba v à, Khi chưa có xung reset thì cái chân số 22 của cả Wi-Fi này có điện áp bằng 0V à, có điện áp bằng không v à, một con nét muôn sáng thì các bạn sẽ một con nét muôn sáng và tắt thì nó phải có một chân có điện áp là 3 v và một chân có điện áp không v và khi mà có tín hiệu reset thì chân số 22 này của bạn sẽ có điện áp là 3 v vì vậy cái con nét ở trên cái cạc test reset ấy thì nó được cấp vào hai chân cùng có nguồn 3 v thì nó không sáng nữa thì đó chính là cái điều kiện để cho các bạn biết đó là cái cạc reset này có xạ cái tín hiệu reset này có hay không có nhờ cái gạc test của laptop tốn tiện lợi điểm đó. Còn nếu các bạn muốn độ để làm sao các bạn biết được là nó có cái tín hiệu reset này hay chưa thì cách độ rất đơn giản như sau. À, các bạn lấy một con nét bất kỳ, đừng bẻ chân ra, các bạn mua nét đó mấy đồng ở các cửa hàng điện tử ấy. Hoặc các bạn tháo con nét ở cái điều khiển tivi ra cũng được, không sao cả. À, hoặc bất kể cái điều khiển cổ ngày xưa nó đều điều khiển bằng bằng nét. À, hoặc là cũng cái con đèn nét ở trên mainboard PC ấy hoặc là những con đèn nét ở các formatter máy in ấy các bạn thấy thì các bạn câu chân dương của đèn nét vào ở đây các bạn câu chân dương của đèn nét chân dễ câu nhất đó là chân số 2 này các bạn câu chân âm của đèn nét vào chân số 22 à, nếu mà có xung reset thì đèn nét đó đang sáng sẽ tắt đi thì các bạn khẳng định là đã có xung reset à, rồi vậy cái tín hiệu reset này được lấy ra từ đâu và nó có những cái nguyên nhân nào chi phối cái tín hiệu reset này thì các bạn chỉ làm một bài toán đó là copy paste cái là xong thì các bạn copy tín hiệu là PRT ZST Và các bạn cũng chỉ cần nhớ cái thuật toán là PRT ZST à, 5 cái chữ cái này gần như không bao giờ đổi trên một main PC ở main laptop Nó chỉ thêm bớt một hai chữ cái thôi Các bạn copy nhá Sau đó các bạn paste Ở main PC thì luôn luôn là từ IO ra Nhưng ở main laptop thì gần như chắc chắn sẽ đưa đến từ chipset ra Ví dụ như đây là cái tín hiệu 3 3 AVON này dùng để, đưa đến chân số 27 để dùng để reset cho IC cạc uh, land của bạn để uh, cho phép IC land hoạt động. Thì các bạn để ý, vậy là khi chúng ta học về các các thì ngoài những cái điều kiện cấp nguồn nuôi cho nó thì các bạn cần cái điều kiện đo chân số 27 phải có điện áp là 3.3V. Uh, nhưng tại sao mà các bạn đo tại cả Wi-Fi mà các bạn chỉ có được khoảng 8 đến 10% điện áp 3.3V đó mà không phải là 100%. Uh, thì khi có 3V thì gần như người ta khẳng định là 100% nhưng không phải như vậy. Ví dụ như này, IC càng Lan của bạn chết chập. IC Clark Lan của bạn chết chập làm thông mạch từ chân số 37 sang chân số 27 của IC. Thì ngay lập tức là không có xung reset nhưng chân uh, chân số 22 của cả Wi-Fi vẫn có điện áp bài 3V. Trường hợp này gặp khá nhiều. Vì vậy là các bạn cần để ý là các bạn chỉ khẳng định được ở cái trạng thái là 80% khi các bạn có điện áp ở chân số 22 của cả Wi-Fi. Còn là các bạn có cái tín hiệu dùng để reset các thiết bị trên men hoạt động cùng thời điểm hay chúng ta còn gọi đó là tín hiệu reset hệ thống của Menatop. À, các bạn next tiếp này. Thì tí, tín hiệu reset này thì nó tương đương với điều kiện đó là bước số 16 này. Các bạn next tiếp cho mình. À, các bạn nhìn này. À, nhìn vào cái lược đồ này thì các bạn biết được là muốn có cái tín hiệu reset thì nó có những cái gì rồi này. À, các bạn nhìn này. Mình đang phân tích ngược lại cho các bạn để tổng hợp. Các bạn phải có tín hiệu nguồn Vco thì nguồn với co các bạn học rồi các bạn phải có cái tín hiệu mở cho xung clock thì các bạn uh, học cái tín hiệu này rồi uh, các bạn phải có một tín hiệu là imvp I... power good thì tí nữa chúng ta phân tích ngược thì chúng ta sẽ học sau cộng với tín hiệu đó là pch power good thì tí nữa chúng ta học sau cộng với tín hiệu đó là hw power good thì tí nữa chúng ta học sau uh, mình phân tích ngược lại sau đó lần lượt lần lượt nó giật về thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn là phân tích xuôi cái tín hiệu PNT -GST. Của các bạn được đưa ra từ chân số 4 của một U4 à, U4 là một IC khuếch đại điện à, Và đây nó đã vẽ rất rõ ràng là các bạn hoàn toàn có thể Thêm con điện trở r ER 61 ở đây Chứ không cần nhất thiết phải dùng U4, U4 chỗ này đánh dấu sao à, Khi có điện áp 3V3 Tại chân số 1 thì nó khuếch đại và chuyển đổi điện áp sang chân số 4 dùng để đi reset các nơi à, Vì vậy các bạn bí quá thì câu dây đồng từ chân số 1 sang chân số 4 nếu không có IC này là ok Với những bên nó dùng IC còn không ở đây các bạn thấy là nó hoàn toàn có thể câu qua một con điện trở R 61 tương đương với cái răm rồi. À, vậy đây là nơi xuất phát của tín hiệu reset, nó có cái tên đó là PCI PLT GST. Thì các bạn copy paste cái này thì nó sẽ về cái nơi nó cần nó xoay sinh ra cho các bạn. Ví dụ như này thì ở đây không phải điểm sinh ra này. Các bạn click đi. Các bạn để ý này thì ở cái vị trí D5 của chipset này nhìn này. Nếu là Cebu thì ở đây nó ghi là CLK và các bạn dùng trên bên thì các bạn tra lại cái giá trị linh kiện u 1 e thì đó là chipset HM55 à, Thì cái sung clock thì cái sung reset hệ thống sẽ được đưa ra từ vị trí của D5 à, Đưa ra từ vị trí D5 Nếu mà chưa có các điều kiện để cho ra tín hiệu này thì chân D5 sẽ có điện áp bằng 0V Khi có đầy đủ điều kiện thì chân D5 sẽ có trạng thái điện áp là bằng 3.3V từ chipset ẩn lên chân D5 đang ở trạng thái là không v nên trạng thái bài 3V. Vậy chúng ta dựa vào cái điều gì để chúng ta có này? Thì lúc nãy các bạn đã để ý này. Chúng ta dựa vào cái lực đồ khối. Đó, chúng ta dựa vào cái lực đồ khối là sau lần lượt phải xảy ra bước 13, 14, 15 thì chúng ta mới có bước 16. Hoặc chúng ta dựa vào cái này. Các bạn dựa vào cái này, nó là chuẩn xác 100% còn dựa vào cái lược đồ khối này là chỉ áp dụng cho cái dòng mà một cái mã men đeo thôi vì vậy cách các bạn dựa là dựa vào cái này ờ, cách các bạn dựa đó là dựa vào khối sipton power mixinger ở chipset này đó cách các bạn dựa là các bạn dựa ở chị cái này và cái các bạn dựa nữa đầu tiên các bạn dựa khối này sau đó cái các bạn dựa nữa là dựa vào ba chân này tất cả các laptop sẽ dựa vào ba chân này khi nào mà ba chân này có điện áp đó là SIS, PWR OK, OK và Mi W uh, Mi uh, OK. Chỉ khi nào cả ba chân này có điện áp bằng 3.3V thì lúc này cái chân D5 của lúc nãy của bạn sẽ sinh ra cái điện áp đang ở 0V nhảy lên cái trạng thái là 3.3V. Ở đây cái bên này cái ba cái ba chân này được trụm vào nhưng ở bên khác ba chân này hoạt động riêng rẽ với nhau. Vì vậy các bạn không để dựa hoàn toàn vào cái lược đồ này Dựa vào cái lược đồ này Thì nó là thứ tự của dòng đeo Thì nó đúng Nhưng nếu các bạn sang một mươi bên khác Thì vui lòng tìm về khối Sipton Power Mixinger Và đi tìm ba chân SDS PWL OK PWL OK Và Mi PWL OK Ví dụ nó tua ra làm ba ngã Như này Không trụ lại tại một điểm như này Thì các bạn muốn có tín hiệu reset đi thì các bạn phải đi tìm và đo điện áp của cả ba đường này ở chỗ nào có thể đo được là ok vì ba đường này cấu tạo lên phải được đưa về chipset chipset mới đưa ra cái tín hiệu reset hệ thống đang ở 0V tăng lên trạng thái là 3.3V ở cái chân D5 và reset cho chân số 22 của các Wi-Fi và chân số 17 của IC các len Ôi chết, ok chưa ạ các bạn lách like đi này đến bây giờ thì chúng ta lách like đi để chúng ta xem bên này nó đi kiểu gì thôi các bạn copy này sau đó các bạn à, Các bạn nhìn thế này Ví dụ ở bên này nhá Nó được đưa ra từ chân số Các bạn nhìn nhá Nó được đưa ra từ chân số 82 của IO Nó được đưa ra từ chân số 82 của IO Vậy IO sinh ra cái điện áp này Lúc nào IO có điện áp này Thì với mọi bên laptop Thì các bạn cần để ý Nó sẽ phụ thuộc vào hai thành phần với bên nào thì chúng ta phân tích trên bên đó chứ không được quy chụp ở bên này áp dụng sang bên khác vì vậy là sửa laptop hoàn toàn dựa vào sơ đồ như là này như, vậy có những men các bạn chỉ cần có hw này có những men các bạn chỉ cần có điện áp chân số 66 là hw power good thì các bạn sẽ có cái tín hiệu đó là pchw power good nhưng có những bên các bạn cần có cái điện áp à, các điện áp này này đó là ivmp Uh, PW là điện áp báo nguồn tốt của IC dao động VCO báo về. Có nghĩa là như nào? Bây giờ muốn có điện áp ở chân số 82, uh, các bạn phải thỏa mãn ba điều kiện: một bản thân IO sống, hai hay là HW output được đưa đến chân số 66 của IO, ba là IMVP pW output được đưa đến chân số 19 của IO, thì ngay lập tức đó là chân số 82 của IO đang có điện áp là 0V tăng lên cái trạng thái đó là 3.3V. Còn mất ở đây thì các bạn đi sửa giống IMVP và uh, VDON. Ở chân số uh, số 95 của IO hay là sắp on ở chân số 10 thì cái điều kiện sửa cái tín hiệu đó là PCH PWR OK. À, uh, GD của bạn tương tự với sửa ở điện áp ở chân số 95 và chân số 100. Uh, OK đều được cái này chứ ạ. Hình dung ra cách các bạn sửa điện áp chân số 95 và chân số 100 để ứng dụng sang cách sửa điện áp ở chân số 82 chưa ạ? 82 sẽ phụ thuộc nhiều vào điều kiện của chân số 119 và chân số 66 Chỉ khi nào 119 của IO và 66 của IO có điện áp bài 3, 3 thì 82 tự khắc ẩn lên trạng thái điện áp bài 3V à, Và bây giờ chúng ta chỉ bận tâm đến là khi nào chân số 119 của IO có điện áp bài 3, 3 Thì các bạn copy ngược lại Stratop hoàn toàn là cái vấn đề copy Các bạn copy ngược lại sau đó các bạn paste Thì lúc này nó sẽ ra tại chân số 18 của IO mười 18 của IO chính là cái tên có tên đó là PWGD Ở cái vấn đề của nguồn tốt Hôm trước các bạn đã học rồi Một IC muốn sinh ra điện áp Muốn muốn được gọi là trạng thái ok Thì IC đó phải thỏa mãn hai điều kiện Một là sinh ra áp ở cuộn dây Hai là sinh ra áp ở chân gút Thì ở chân số 18 này Chính là chân gút của cái nguồn VCO Nó có tên đó là IMVP Power Good. Thì nó báo về cho IO biết đó là nguồn VCO của chúng tôi đã hoạt động tốt ông đưa cho tôi cái tín hiệu đó là PCH Power Good để báo cho chipset là tất cả các nguồn đã ok để chipset đưa ra cái tín hiệu reset hệ thống. Ok chưa ạ? Còn ở cái bước số 15 16 này thì nó là hai cái bước độc lập và xuất hiện trễ với nhau khoảng ở cái trạng thái la lô dây nhưng cái bước số 15 có trước và bước số 16 có sau. Nhưng các bạn để ý đã có gần như đã có 15 16 là đi cùng cặp nếu mất thì mất cả hai. Vì vậy là chúng ta kiểm tra 16 chứ không cần kiểm tra 15 làm gì cả và được tổng hợp lên từ tín hiệu VCO tốt của bên này. Ở cái bài nguồn ra mình chuyển cho các bạn ấy, nếu mà nguồn VCO sinh ra rồi mà chân số 18 mất áp thì các bạn hoàn toàn có thể kênh bỏ chân số 18 và cấp một cái nguồn 3V3 dân vào qua điện trở này thì bên của bạn vẫn chạy bình thường. Như các bạn xem lại cái bài nguồn ra mà mình hướng dẫn các bạn ở cái bài nguồn ra lúc nãy mình chuyển link cho các bạn ấy thì nó ứng dụng cho tất cả các cái tín hiệu gút của IC. Tín hiệu gút chỉ có khi nguồn được sinh ra cộng với điều kiện đó là có áp chân gút nếu nguồn sinh ra thì chúng ta mới đi độ gút ok chưa ạ nhưng nếu các bạn không có ic thì mới đi, nên đi độ còn nếu các bạn có ic thì các bạn nên sửa zin à, quá trình độ gút thì không phải là bên nào cũng độ được 100% phần trăm vì vậy là không phải bên nào cũng có thể câu dây à, câu câu nguồn vào và cắt bỏ chân ic dao động cbu đi có những bên các bạn bắt buộc phải thay thế ic nhưng với cái cách độ gút này hoàn toàn ứng dụng của cái quá trình sửa main pc sang vì PC nó lỗi tín hiệu good này rất nhiều. Thì nó mới có điều kiện là chuẩn. Ví dụ các bạn sang bên Acer hoặc là sang bên uh, Soli, các bạn nấc cái tín hiệu này đi. Đây này, ví dụ các bạn sang cái dòng bên Acer, à, các bạn cũng về khối system power messenger các bạn tìm. Thì các bạn thấy này, à, nó sẽ tách biệt ba chân này ra. Ở bên này nó mới tách hai thôi. Có nghĩa là tín hiệu SS PWR ok. Ở ở cái về cái vị trí P12 Đồng thời có một tín hiệu nữa đó là PWL kc -E về vị trí đó là L12 và L10. Các bạn copy từng đường cho mình. Nếu cái này nó chia làm 3 thì các bạn cũng phải đi chia làm 3. Cũng copy ba cái đoạn này. Đó các bạn paste vào. Các bạn nhìn này, SIS PWR OK được cấu thành bởi cái tín hiệu đó là IVM Power Good. này. Nhìn thấy chưa? Nhìn nhá. Linh kiện U5 bị bỏ trên mạch này. À, linh kiện U5 bị bỏ trên mạch và nó dẫn tắt cái nguồn VCO này các bạn nhìn này. Dẫn tắt cái nguồn VCO. Tín hiệu các bạn dần dần các bạn phải nhớ à, ví dụ là IMVP Power Good là tín hiệu báo nguồn tốt của IC dao động VCO. Dẫn tắt qua điện trở R409 ER sau đó đưa vào chân số 2 của một cái mạch N à, chân số 4 có điện áp bằng 3 av khi chân số 2 và chân số 1 có điện áp bằng 3 vôn chỉ cần một chân mất thì chân số 4 sẽ có điện áp bằng 0V. Mà cái tín hiệu này lấy ra từ IC dao động VCO, còn tín hiệu đó là PWM OK EC thì các bạn copy paste nó sẽ về IO. Đó, nó sẽ ra tại chân số 74 của IO này. Vậy bây giờ các bạn muốn biết là điều kiện để tổng hợp lên chân số 74 của IO. Nó bị tổng hợp bởi cái gì? Thì các bạn chỉ cần làm bài toán rất đơn giản như sau. Uh, copy tín hiệu này, copy tín hiệu báo nguồn tốt của IC dao động VCO, pet xem nó có về IO không. Nếu nó về IO, nếu nó về IO thì điều đây chính là điều kiện tổng hợp lên. Đó các bạn thấy chưa? Nó không về IO, thì đây nếu nó về IO thì cái tín hiệu báo nguồn tốt của nguồn VCO sẽ là điều, tuyện, điều kiện tổng hợp lên cái tín hiệu đó là PNMU EC. Còn nếu nó không về IO thì các bạn chỉ cần cái tín hiệu đó là HW Power Good, như ở bài hôm trước thì các bạn sẽ có điện áp là PWR OK ở trạng thái là bằng 3 v Vậy với bên này nó đi thành hai cái ngã riêng biệt. Một cái ngã thì lấy thẳng trực tiếp của IO, một cái ngã phải được tổng hợp lên bởi hai tín hiệu nguồn VCO tốt PWR OK và nguồn IO tốt đó là PWR OK EC. Phải có hai cái này cộng với điều kiện đó là PWR OK EC phải được báo về chipset thì lúc này chipset mới đưa ra tín hiệu reset cho bạn reset lên chân số 22 của cả Wi-Fi có điện áp bằng bài 3V còn những cái thằng điện trở thoát mát này thì cứ xả hết nó đi nhá đó nếu một bên khác các bạn để ý nếu một khác uh, Main bên khác nó tách nốt cái tín hiệu đó là APWR ok đi ra là một đường khác thì các bạn vui lòng cũng copy paste xem nó được đi vào đâu rất nhiều men cái tín hiệu báo nguồn PCO tốt được đưa thẳng vào chân APWR ok và một đồng thời được tổng hợp đưa vào chân đó là PWL OK và đồng thời IO đưa ra một chân vào cái tín hiệu đó là SES OK có những bên ba đường này là ba ngày nhánh nhánh riêng biệt hoàn toàn độc lập với nhau vì vậy là chuẩn xác nhất để tìm điều kiện có tín hiệu xét hệ thống đó là cả ba chân SES PWL OK PWL OK và APWL OK đều phải được cấp nguồn 3.3V vào là OK cộng với điều kiện đó là chipset sống cộng với điều kiện. Cộng với điều kiện đó là tải đằng sau không linh kiện nào bị chạm chập dẫn đến kéo đường uh, kéo điện áp và uh, PLT số mát là ok. Uh, sau khi các bạn có tín hiệu reset thì tất cả các thiết bị trên main sẽ đưa về trạng thái trực chờ hoạt động cùng với nhau. Thì sau khi đưa ra tín hiệu này thì các bạn uh, xem lại cái video mình vừa chuyển cho các bạn hôm nãy tí nữa xem kỹ lại video đó cho mình. À, thì các bạn sẽ có một cái điện áp nó được đưa ra từ chipset nó có tên đó là PW DDRam PGood. Các bạn để ý này. Copy tín hiệu này là PW DDRam PGood. Báo nguồn RAM tốt từ chipset về CPU để xin lỗi bạn, để CPU đưa ra cái tín hiệu reset cho thanh giam để đưa thanh giam về trạng thái hoạt động và load RAM. Đó, thì các bạn để ý này thì nó sẽ đưa cái điện áp 3.3V có tên đó là PMDRAM RAM PGood R với mọi bên thì được đưa ra từ cái chip set nam. Nhưng các bạn chỉ nhớ cái quy tắc này chỉ áp dụng cho cái dòng main bắt đầu từ HM55 đổ lên. Còn những cái dòng main khác các bạn không áp dụng, giống hệt như PC, chỉ áp dụng cho dòng main H61 đổ lên. Các dòng main cổ chúng ta không có cái lý thuyết này trong quá trình sửa chữa. À, vậy là các bạn sẽ có cái điện áp 3.3V được báo đến chân số được báo đến chân số V8 của CPU thì ngay lập tức Cebu sẽ ẩn chân số uh, thì Cebu sẽ ẩn cái chân số R8 đang có điện áp 0V nên trạng thái đó là 1,5V hoặc đang có trạng thái 1,5V chuyển về trạng thái 0V dùng để reset cho thanh giam của các bạn hoạt động. Nhớ chân 30 của thanh giam ạ Và nhớ hôm trước mình nói đó là chân 30 tồn tại hai giá trị điện áp đó là 0V hoặc 1,5V. Vì vậy đến lúc này đó là trải nghiệm với bên này thì nó ở không hay là 1,5V thì các bạn để ý trong quá trình sửa chữa thì đo dần đo dần và mình vẫn bảo các bạn là lên hình phải đo lại điện áp đó khi các bạn đo thấy có điện áp đó thì gần như các bạn đã khẳng định luôn đó là gần như đã đầy đủ tất cả các điều kiện rồi máy không lên hình nữa thì vui lòng nó là thử cpu và đạp iốt còn không lên hình nữa thì nếu với những dòng bên hm thì đi kiểm tra tất cả cái mạch nc rc sau đó đó là tiến hành thay thế chipset là ok hình dung ra chưa ạ để có điện áp 3.3V tại chân số 30 của cả Wi-Fi thì các bạn bắt buộc phải có điện áp đó là DRAM power code, DRAM R OK được báo về CPU. Ok chưa? À điều kiện hoạt động của CPU này